Malaysia. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Đỗ Duy Mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Pha dàn xếp đá phạt góc rất tốt của cầu thủ Việt Nam. Sai lầm đầu tiên thuộc về Otavio Dutra và cả một pha băng ra lỡ trớn của thủ thành Mohamed Vidho. Và người mắc sai lầm cuối cùng đó là trung vệ đội trưởng Basna.